Xin chào các bạn nha, thì quay lại kênh mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách để lấy nè tên nguồn YouTube để chèn vào video của mình để cho video thêm hấp dẫn hơn và sinh động hơn. Thì những cái nguồn nhạc tên qua YouTube cấp thì tất cả là những nguồn nhạc miễn phí dành cho những cái người sáng tạo nội dung làm video. Thì các bạn hãy hướng mắt ra màn hình để xem cách lấy nhạc về như thế nào. Và sẽ tiếp tục làm những video để cho hướng dẫn cho các bạn xem những video khác. Thì các bạn hãy đăng ký kênh. Kênh của tôi là phần để chỉnh kênh, mình sẽ vào phần quản lý video. Rồi đây là kênh YouTube của mình, kênh YouTube của mình. Đây là tất cả những video mình đăng lên. Thì bước tiếp theo, các bạn muốn download nhạc miễn phí trên YouTube về để chèn vào video, hoặc là các bạn có làm bất cứ điều gì, thì các bạn sẽ vào, các bạn sẽ nhìn bên góc trái, này, các bạn sẽ kéo xuống. Bạn sẽ nhìn thấy là thư viện âm thanh, các bạn click vào sẽ hiện ra một cái sổ mới và nó sẽ hiện lên tất cả những cái bản nhạc mà YouTube cấp cho nhà tạo xài miễn phí không xài bản quyền. Đây là tất cả những rất là nhiều được cập nhật mới hoàn toàn, YouTube cập nhật càng liên tục cho những bạn làm lúc những bạn mới. Thì các bạn hãy lưu ý về điều này, các bạn sẽ xài những bản nhạc này hoàn toàn miễn phí, nhưng mà các bạn hãy lưu ý là cái ghi nhận tác giả. Nếu các bạn nếu các bạn đăng những bản nhạc, các bạn hãy lưu ý là nó sẽ có những bản nhạc ghi nhận tác giả, thì các bạn hãy ra những bài nhạc mà không có cái hình người giống thế này, thì các bạn hãy chọn vào cái biểu tượng là không bắt buộc như vậy tác giả, thì các bạn chọn nhận được đó. Còn nếu mà các bạn chọn như tất cả các giấy phép thì nó có những cái bài nhạc như thế này, các bạn hãy lưu ý đây, nó có những cái bài nhạc như thế này. Đây, có những cái bài nhạc như thế này nè các bạn. Các bạn nhìn thấy gì? Nhìn thấy bài nhạc như thế này. Nó có cái hình người bên đây là ghi nhận tác giả theo giấy phép của CC Content. Rồi. Những cái bài nhạc này là các bạn được quyền sử dụng, không vi phạm bản quyền, nhưng mà các bạn ghi nhận tác giả của bài nhạc này ở dưới phần mô tả video. Các bạn hãy lưu ý, nếu mà các bạn không ghi nhận người đã giả thì nó vẫn báo như là bản quyền các bạn. Đây, các bạn hãy nhấp vào đây nè, hãy nhấp vào nhấp vào cái hình này thì nó sẽ, các bạn làm video copy tất cả những
cái mục này, copy tất cả cái này và dán dưới phần mô tả. Rồi dán dưới phần mô tả thì video của bạn sẽ không báo hiệu báo là vi phạm bản quyền của tác giả. Còn những cái bản nhạc mà không bắt buộc như là tác giả thì các bạn thấy dùng tự do chèn vào video mà không cần như là tác giả. Thì việc download về thì rất là đơn giản, các bạn hãy nghe thử một cái bài hát nào. Bạn nghe thử cái bài hát nào mà thấy nó cảm thấy nó hay thì và hợp với video của mình. Rồi thì các bạn có thể nhấn vào nút bên này tải xuống. Đó, tải xuống cho các bạn. Bạn sẽ mở một lần và copy và download nó về thôi. Đây. Đây là phần nhạc của bạn, mình thấy copy ra ngoài. Bạn thấy copy ra ngoài là tết. Rồi các bạn hãy sử dụng ghép vào video. Đây. Bạn hãy ghép vào video. Rồi cái lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ hai là các bạn có thể tìm bất cứ những cái nhạc về cái chủ đề gì thì các bạn hãy làm như thế này. Đây là tâm trạng thì các bạn hãy tìm những thể thể loại nhạc tâm trạng gì, buồn, vui, dịu, lãng mạn, sôi động, tất cả những thể loại nhạc mình lấy như lãng mạn nó sẽ cập nhật lên. Các bạn hãy chọn tất cả thể loại để tất cả những bài nhạc lãng mạn ở đây bạn nghe thử lãng mạn. Đó. Các bạn chọn nhạc cụ gì thì tùy theo các bạn thôi, thời lượng thì bao nhiêu các bạn muốn đào bằng tìm kiếm bản nhạc với thời lượng là 3 phút, 4 phút, 5 phút tùy theo các bạn, lớn hơn 5 phút. Rồi vậy thì mình sẽ chọn bất cứ cái bài nhạc nào mình thích thì mình sẽ tải về và mình sẽ chèn vào video. Chắc chắn rằng những bài nhạc được quyền sử dụng, không vi phạm bản quyền. Và là có những cái âm thanh hiệu ứng cho các bạn, âm thanh như là tiếng kia là tiếng sọt sẹt về bắt cóc, đang đen gì mở cửa gì vũ khí rồi tiếng động vật này các bạn tải về và chèn vào video. Đấy. Thì các bạn hãy tận dụng những cái vũ khí của YouTube này đúng cách thì các bạn sẽ yên tâm về cái người tác giả nhạc lên video của mình, không phải lo lắng nữa. Tại vì đây là những cái thư về YouTube cấp cho những nhà sáng tạo người ta làm video. Nhưng mà các bạn có tiền thì cũng vào những cái trang web tìm kiếm và mua những cái sản phẩm nhạc miễn phí cũng rất là hay. Những nhạc này thì nhiều bạn không hay thì mình thấy biết những kiến thức mình đã chia sẻ như thế thì các bạn hãy làm theo những cái kiến thức này thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ thành công và đạt được những cái gì mình mong muốn. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì xin chào các bạn và các bạn hãy comment bên dưới và để thắc mắc những cái chi tiết gì thì hãy comment bên dưới và mình sẽ làm những video khác để hướng dẫn cho các bạn. Thì từ nãy giờ mình chia sẻ những cái kiến thức mình biết được,
tên nguồn là YouTube, thì các bạn hãy làm theo như thế để lấy những cái nhạc về chèn vào video của mình bằng máy tính, và có thể sử dụng những cái phần mềm để chỉnh sửa video khác để chèn vào. Thì các bạn thấy video này hay và hữu ích, cho một cái đăng ký và chia sẻ video cho các bạn xem. Thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.